Xin kính chào toàn thể các bác. Trong đêm ngày hôm qua thì em có một bác khách mới gọi. Bác thắc mắc bảo là tại sao súc của em to thế. Bác hỏi một câu vo thế thôi, nhưng mà sau này em giải trình rồi, nhưng bác nghe có vẻ không tin lắm. Thì để chứng minh cho cái điều gọi là tin hay không thì tùy của các bác. Hôm nay em làm cái clip so sánh hai chất hâm của hai cái dòng súc. Một bên là hàng lắp ráp tại Việt Nam, một bên là cái hàng bãi xịn của Trung Quốc ngày xưa. Thì đây là cái phần mặt sau nhá. Thì đây, đây là cái súc của em này, TH112XN này. Đấy. Đây là ổ rắc tín hiệu đầu vào, em sử dụng là dây đỏ đen. Ở trên đây. Đấy. Và cái con này là súc TSG. Stang Tiger Gain này, made in không ghi ở đâu. Biết là sinh cơ 1996 này. Đấy, USA này. Đây là thông số của súc. 8 ohm 300W, 45 Hz đến 200 Hz. Được rồi. Cái này các bác nhớ nhá, 45 Hz đến 200 Hz để em xem 45 Hz nó từ điểm nào. Cộng trừ bao nhiêu? Ở đây nó không ghi là cộng trừ bao nhiêu. Cái này là made in VRC, tức là sản xuất tại Trung Quốc và nội địa Trung Quốc. Con này là công nghệ của Mỹ. Ok. Khối lượng thùng thì hai con nó chênh lệch rất nhiều. Đấy, các bác nhìn thùng là biết rồi. Con này thì gần như nó sẽ, nếu mà xoay đi nhé, xoay đi thì nó sẽ gần như là nhỏ gấp đôi so với cái thùng này. Nhưng mà khối lượng cộng hưởng sau bằng bát thì đây, của nó khoảng tầm này đến sau này, thì nó khối lượng cộng hưởng của cái màng loa bát đằng sau màng loa bát của cái con TSG này nó chỉ khoảng là tầm gần 30 lít, gần 30 lít. Nhưng mà khối lượng cộng hưởng của con này khoảng sau nó vào gần 60 lít. Khối lượng cộng hưởng màng trước loa bát con này là vào hình như là khoảng tầm là gần 120 lít. Nhưng con này thì nó chỉ được có 12 lít cộng hưởng khoang mặt thôi. Đây, công nghệ không mặt đây. Đấy. Nó có khoảng tầm 12 lít thôi các bác nhé. Nhìn cái thùng nó khác nhau hoàn toàn rồi. Thì bây giờ đến cái phần báo giá, nếu như các bác nào thích thì có thể mua. Thì đầu tiên là con TSG này, bên em bán là 3,2 triệu, bỏ bao ship cho các bác. 3,2 triệu bao ship. Bãi xịn nhá, nguyên zin, chưa động chạm, chưa sửa chữa, đã sơn tuốt tan lại thùng cho nó đẹp. Và TH112XN, con này giá nó không hề rẻ một tí nào. Con này là 3,8 triệu một chiếc bao ship. Cấu hình đang sử dụng là bát của Phúc Thịnh từ 190 côn 76. Đấy. Và cũng đan nữa thôi, em sẽ tháo thử củ bát này. Em lắp vào một cái thùng tương tự như con này. Em thùng này em có một đôi. Đấy, em lắp vào và đo lên. Để các bác cùng xem là thông số của nó thay đổi nhiều không nhá. Thì đây nha, bây giờ em sẽ so sánh. Đầu tiên em sẽ đo thông số của TSG. Thì bây giờ sẽ đo luôn nhé. Đây, đồ đạc em chuẩn bị sẵn ở đây. Em sử dụng một con đẩy Sasui SA3680. Con này thì nó có sẵn cái chế độ cắt súc là 150 Hz. Thì em sẽ sử dụng luôn. Đây, bật máy này này. Volume này nhé, các bác nhớ nhé. Volume các cái này em không thò tay vào. Và bây giờ em sẽ phát lên này. Đây là thông số của TSG. Đấy, các bác căng bắt nên nhìn nhé, bởi vì cái điện thoại của em nó hơi cũ tí. Con này thì có thông số tại cộng trừ 3, thì em lấy đây là gọi là cộng trừ 3 nhé, là từ 57 Hz đến đây là 166 Hz. Đấy, 57 Hz đến 166 Hz, đây là cộng trừ 3. Dưới này nữa trừ 6, dưới này là trừ 9 này. Trừ 9 đây là 191 Hz này. Đấy, và đến góc bên này là 46 Hz. Tức là cái thông số nó ghi đằng sau súc kìa. Đấy là -9. -9 là nó như này, em sẽ ghi tên đây. TSG. TSG 12. Ok. Rồi, chúng ta xong một súc nhá. Thì đây, em cũng lấy mẫu cân bằng luôn, một thanh gỗ đây để đo thông số khoảng tầm 1 mét đến hoa. Em sẽ di chuyển cái mic ra đây. Đo cái con Super TH112XN và chuyển rắc thì em chuyển ở trên đây. Chuyển rắc thì chuyển ở trên đây chứ không chuyển ở kia. Đây. Đây là thông số của TH112XN. Đấy. Vẫn giữ nguyên độ nhạy nhá, em không có thò tay vào đống này nhá. Thì con này nó sẽ được cộng thêm 3 dB tại khoảng
từ 78 Hz đến 117 Hz đều được cộng 3 lên, và đỉnh điểm là 100 decibel tại cộng 3 là tại 103 decibel. Tần số đáp ứng của con này tại cộng trừ 3 nhé, lấy mẫu tiêu chuẩn nhé, cộng trừ 3 là 52 Hz đến đến đoạn trên đây là 131 Hz. Đấy, đây là cộng trừ 3. Đây là trừ 6 này, ở đây là trừ 9 này. Trừ 9 đây thì là nó vào 148 Hz, 146, 148 Hz. Và trừ 9 là đường in vào, tức là sensitivity là vào 40 Hz. Tại trừ 9 là 40 Hz. Tức là nôm na, em lưu tên vào nhé, TH112XN. Rồi, tắt cái Google rồi. Đây các bác xem này, cái thông số của hai con này em sẽ thay đổi màu để các bác dễ nhìn hơn. Quyền này bấm vào saver. Đấy, ok. Thì đây là test G này. Test G thì bây giờ em sẽ cộng cho con này lên cho nó âm lượng nó cân bằng so với con kia. À mà thôi, không cộng kiểu vậy. Bây giờ em sẽ so sánh thôi. So sánh. Cái thùng to thì bao giờ được cái độ nhạy cao hơn. Thế con này đáp tuyến tại cộng trừ 3 là 51 Hz. Đến cao nhất trên đây tại cộng trừ 3 là 132 Hz. Như vậy con này thì nó sẽ TH12XN, nó phù hợp với một số bản nhạc mạnh, cục tính, bạo lực. Được chưa? Đấy. Thì nó đánh được như thế. Và êm sâu nó cũng có thể đánh được nhưng hơi đuối. Còn TSG đây thì em sẽ lấy mẫu này tận cộng trừ 3 theo kiểu này. Đó là từ 57 Hz đến 166 Hz. Thì nó là như thế này. Đo tại khoảng cách là 1 mét. Từ mic RTA đến loa, khoảng cách mic với mặt đất là 20 cm. Và khoảng mic đến loa là khoảng 1 mét. Khoảng không chính xác được. Bởi vì mình không thể làm như hãng được. Hãng thì họ sẽ tốt hơn. Đấy. Và như em đã kể rồi thì con này là từ 51 Hz tại trừ 3 của TH112XN. Và cái con TSG12 này thì em cho hẳn trừ 6 đi, là 51 Hz mới bằng được con kia là trừ 3. Đấy, tên ôm na này, cái khối lượng thùng ấy nó quyết định đến cái âm lượng và cái độ nhạy tín hiệu đầu ra, cùng với đó nữa là cái tần số cộng hưởng. Như các bác biết rồi, súp hầm ấy thì nó sẽ khai thác được hai khoang cộng hưởng, khoang màng trước bát và màng sau bát. Như các con TSG này thì nó không nằm được cái điểm như thế, bởi vì khối lượng thùng thiết kế ăn gian nhỏ hơn so với yêu cầu của bên sản xuất cũ loại. Mà giờ là cũ loa xịn, bây giờ em sẽ tháo cái con bát này ra, nắp vào một cái thùng, đây một cái thùng TH112XN đây, để các bác cùng xem. Và lát nữa xong rồi thì em cũng tiếp tục lắp thử cái cụ bát đi kìa, lắp vào cái thùng này để các bác cùng xem nào liệu cái bát của nó thay đổi nhiều không. Thì bây giờ anh em chúng em nó sẽ tháo ra lắp vào và cũng đặt luôn ở đây, đặt nguyên tại đây, nguyên vị trí này, các bác cùng xem nhé. Đây là sau khi anh em chúng em tháo lắp xong này, lát nữa em sẽ quay cận cảnh cho các bác xem cái cụ bát với cái thùng, được chưa? Ok, thì bây giờ em sẽ tiếp tục đo lại trên cái con TH112XN để chứng minh cho các bác là em không can thiệp một tí nào về cái phần gain in, tức là tín hiệu đầu ra, để lấy thông số mẫu và đo di chuyển sang này, đo con TH112XN này, để cho các bác xem là cái bát khác lắp vào cái thùng này liệu nó có ra được cái chất của nó không. Con này là bát côn dây nhôm dẹt nhá, côn dây nhôm dẹt. Và cái bát này là gân hai gân vải tầm dọc anh các bác nhá. Ở đây em sẽ phát thông số này. Đấy. Em sẽ ấn cái này đi. Đây. Đây là thông số TH112XN. Đấy, nó là như thế. Bây giờ em sẽ bế cái mic này sang đặt đây đã, xong rồi em đổi dây loa. Được chưa?
chí nó còn hợp hơn các bác nhá, thậm chí nó còn vượt mặt hơn một tí nữa về cái giải tần số thấp thì nó được phẳng hơn này. Đấy, thế là con này độ nhạy của nó sẽ cao hơn. Thì em sẽ lấy mẫu đây cộng trừ 3 thì con này là được 58 Hz. Ô, hình như mic có vấn đề thì phải, dây mic nó đang có vấn đề một tí các bác nhé. Đấy, cộng trừ 3 thì nó sẽ là 58 Hz và cao nhất đến đoạn trên này là vào 171 Hz. Đấy, và cái điểm đỉnh này 76 Hz thì nó sẽ được cộng hơn so với con kia là gần cao su. Nhưng mà tuy nhiên thì gần cao su nó sẽ có được cái niệm thế là tần số thấp nó sẽ nổi hơn. Con này thì nó không được tần số thấp nổi hơn, nhưng mà cái tần số tầm 63 Hz trở lên đến khoảng hơn 100 Hz thì nó khá là đều. Đấy, các bác nhìn này, nhìn thông số khách quan này khá là đều, được chưa? Đấy, ok. Và cái điểm đuôi của nó cũng cao hơn nhé, điểm đuôi này nó sẽ bò được cao hơn. Đấy, ok. Thì chứng minh là cái khối lượng thùng cực kỳ quan trọng với loa subwoofer, tức là loa siêu trầm. Các bác mà làm sub ấy, bỏ qua cái chuyện là thùng nhỏ mà kêu to quá áp lực nhé. Bởi vì nếu như có như thế, giá nó đắt cực kỳ luôn. Hôm đâu rồi em được nghe thử một chiếc sub của Alamson Poi S15. Tức là loa có 15 inch thùng, nó vuông cục như này này. Nó mặt của nó như này, gần như là vuông một cục. 15 inch tức là bát 40 thì thùng của nó vào 52-53 thôi, gần như là vuông. Nhưng nó đánh áp lực không kém gì một chiếc súp 50, à súp kép 40, mình học là ngang một chiếc súp đơn 50 thì nó đánh khiếp luôn. À, thì đây thực tế nhá, các bác biết thông số rồi nhá. Đấy, bây giờ em sẽ tiếp tục em thử lần nữa. Ở trên cái bát kia em tháo ra lắp vào đây, test thử cho các bác cùng xem. Đây là sau khi em lắp xong rồi, còn đây là cái bát của TSG này. Đấy, thì từ nãy quên chưa quay cho các bác xem cái mảng loa cổ loa các cái. Thì bây giờ em quay luôn nhá. Đây là bát thiết kế của BNC đời đầu. B và C speaker đời đầu từ 107 côn 76. Côn dây nhôm TSG B1202 8 ohm. Đấy. Con này thì đời 2010. Và đây cái mảng trước của loa này. Đấy, nắp của nó là cái màu hơi hồng tím. Gân hai gân màng vải tấm dầu. Đây là cái thùng nó nhá. Các bác nào thích thì alo cho em, giá rất rẻ thôi. Nhưng nó không đánh được êm và sâu đâu, nó chỉ được cái tiếng nó ù. Gọi là các bác hát ok thì khá là hợp. Đánh nhạc EDM, nhạc sàn thì cũng tạm chấp nhận được. Thua hết mấy con hàng gióng này. Ok, bây giờ sẽ đo lên cho các bác cùng xem nhá. Thì đây thông số của thùng TH112XN cộng với súp TSG thì em đã chụp ảnh vào rồi. Đấy, em sẽ ẩn các thông số này đi. Em sẽ phát lên này. Con này còn cộng hơn cơ. Đấy, con này 103 là đạt 5.62 Hz này. Nếu mà như thế này thì chúng ta sẽ lấy mẫu cộng trừ 3 là tại điểm này là 66 Hz đến 166 Hz. Đấy, còn so với TH112XN này, đấy, nó như này. Đây là bát neo nhá. Thì cái tần số đáp ứng của nó thì nó vẫn có thể giữ nguyên như vậy. Nhưng được cái là bát neo nó sẽ kêu to hơn. Như vậy thì con này nó sẽ bị thừa cái giải tầm 100 Hz. 100 Hz là nó bị thừa. Đấy, so với thế. Còn nếu mà so với TSG thì nó hơn rất nhiều. Đây là TSG này thì nó hơn gần như hơn rất nhiều về bát này, hơn gần như hơn rất nhiều. Các bác nhìn thấy, các bác nhìn này là các bác biết là hơn rất nhiều hơn so với TSG. Đấy, còn so với TH112XN thì hơn khá. So với TH112XN lắp cái bát TSG thì nó không hơn được lắm, nó chỉ hơn được một tí thôi. Hơn tí tại 103, 104 thì hơn tí thôi. Còn cái tầm từ 90 Hz đổ về đến 63 Hz thì nó sẽ hụt hơn. Nhưng được cái đuôi bò thấp hơn này. Đấy, đuôi bò thấp hơn. Ok, thì trên đây là một cái video nói về cái củ loa nắp trên cái thùng. Các bác có bất cứ một củ loa nào, miễn là các bác dự thừa, không dùng đến
các bác muốn làm súp vào cái thùng này rất rất là hợp lý trong thời điểm hiện tại. Còn sau thì em sẽ cho ra là TH112XN phiên bản cộng, thùng nó sẽ cao và to hơn, khối lượng thùng lớn hơn và nó tốn nhiều gỗ hơn. Như cái thùng này đây, như cái này này, cả thùng cả nó hoàn chỉnh là 33 kg, cả bánh xe luôn. Mà trong khi đó các bác chơi các loại này đấy, đấy thực tế đo rồi đấy. Là cùng cái bát này nhá, nắp vào cái thùng này nó khác hoàn toàn. Đấy, cái bát này nắp vào thùng này khác hoàn toàn, bát này nắp vào thùng này khác hoàn toàn. Nên là các bác mua hàng ấy, thông thái lên tí, đừng có tham thùng nhỏ, thùng lớn mà làm súp mà hàng gióng ấy thì càng lớn càng tốt. Ok, càng lớn càng tốt. Nó có thể là không hợp với các bác trong thời điểm hiện tại, nhưng các bác sẽ thấy hay trong thời điểm tương lai, hoặc là các bác quay về quá khứ thì sẽ thấy là hợp hơn. Đấy. Thì đây nhá, củ bát này là củ bát neo, nó hoàn toàn không phù hợp với nó súp. Nhưng nếu như nắp vào cái thùng này thì nó sẽ khai thác làm nhiệm vụ là mid long, tức là tần số trung trầm tầm cao, và cái độ nhạy của nó sẽ vượt trội hơn khá là nhiều. So với cái này thì nó không hơn bao nhiêu, nhưng mà cái công suất làm việc của nó thì nó chỉ thua con này. Đấy, chỉ thua con này. Và đây cũng nói luôn cho các bác là cứ bát nào các bác làm súp cũng có thể làm được. Ở đây em có tương nải loa thôi, không có nhiều lắm. Em còn có bát của B3 nữa cơ, nhưng mà em không muốn nắp vào. Không muốn nắp vào, bởi vì con B3 thì nó thông số nó tựa tựa như con này. Đấy, tựa tựa như con này. Nắp vào thử rồi con thua lắm, thôi tháo ra. Nên là em không muốn nắp vào. Đây nhá. Đây tổng quan cho các bác xem này. Đấy, củ bát là bát neo, nắp vào thùng này nó chỉ được cái tiếng trung trầm tầm cao thôi. Và hơn nữa cái khối lượng cộng hưởng của màng loa cộng với thông số của cái con bát này, tần số làm việc của nó là từ 55Hz nhá, 55Hz đến 3kHz tại cộng trừ 3 dB. Sensitivity là độ nhạy tín hiệu đầu vào là 99 dB. Đấy, cái con bát ở trong cái thùng này đang nắp này. Đấy. Còn con này thì là sensitivity là 95.5 hoặc là 96 dB. Đấy. Thì nắp vào cái thùng này thì nó kêu khá là to, nhưng con bát này này 97.5 dB này nó kêu như thế. Nhưng mà đấy là tần số làm việc của nó là từ 45Hz đến 800Hz đấy, trên con bát này thực tế nó đấy. Còn các bác có cảm nghĩ thế nào về cái chủ đề video ngày hôm nay em nè? Các bác để lại ý kiến bằng cái dòng bình luận ở dưới. 1 khen, 2 chê, 3 là không quan tâm. Đấy, các bác có 3 sự lựa chọn đấy. Còn các bác nào thích mua súp alo cho em báo giá rồi, đúng không ạ? 3.8 triệu bao ship một chiếc, 3.2 triệu một chiếc bao ship. Cái này thì không nhá, cái này thí nghiệm thôi. Đấy. Thì đây, tổng quan mà các bác xem nó là như thế, đo nên nó như thế. Em chứng minh bằng cách là đo và thông số là như thế. Còn các bác về các bác làm cái gì thì tùy. Đây là đo tại 1m, khoảng 1m. Đấy. Thông số là đo từng cái chiếc súp được, đo ngoài chợ. Đây để các bác thấy khách quan hơn. Thay vì là nói mùng thì em chứng minh bằng cái sự chuyên môn cao, đó là đo đạc. Ok, video đến đây là kết thúc nhé. Các bác nào có thích cái gì thì alo trực tiếp cho em. Em còn nhiều chủ đề hay nữa em sẽ nói trong clip lần sau.